mất nhờ những thói quen này. Tình trạng lão hóa da sẽ bắt đầu xuất hiện khi bạn bước sang tuổi 25. Vì thế, để kìm hãm các dấu hiệu lão hóa da như nếp nhăn hay vết chân chim, bạn cần có phương pháp ngăn chặn quá trình này. Hôm nay, siêu thị mỹ phẩm xin mách nhỏ cho các bạn những thói quen giúp chống lão hóa da, cùng tìm hiểu nhé. Hạn chế đồ ngọt. Bạn có biết phong cách ăn uống ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe cũng như độ tươi trẻ của làn da. Nếu như những thực phẩm cay nóng, nhiều dầu mỡ khiến da rất dễ nổi mụn, thì đồ ăn nhiều đường lại làm hao hụt lượng collagen và elastin, giảm độ săn chắc và đàn hồi của da. Vì thế, để duy trì độ trẻ đẹp và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa thì việc thiết lập một chế độ ăn ít đường là điều rất cần thiết. Bôi kem chống nắng. Ánh nắng mặt trời luôn là một nguyên nhân chính của các vấn đề da như sạm, nám, khô da và các tình trạng lão hóa. Vì thế, hãy tạo thói quen bôi kem chống mỗi ngày để ngăn ngừa các tác động tiêu cực của các tia cực tím nhé. Đừng chủ quan trong những ngày đông hay tính chất công việc trong văn phòng. Bởi tia UV có thể xuyên qua cả những lớp mây dày, qua cửa kính để làm hại làn da của bạn đấy. Đặc biệt, kem chống nắng cũng có công dụng bảo vệ da trước tia bức xạ từ các thiết bị điện tử rất hiệu quả. Vì vậy, nếu muốn ngăn ngừa và đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa thì không được bỏ qua bước chăm sóc da quan trọng này. Uống nhiều nước. 75% cơ thể người là nước. Trung bình hàng ngày chúng ta cần uống khoảng 2 lít nước để các hệ thống, cơ quan vận hành hiệu quả, đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể, đồng thời cung cấp độ ẩm cho da để làn da bạn luôn khỏe mạnh và căng tràn sức sống. Chú trọng giấc ngủ. Giấc ngủ luôn rất quan trọng và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cũng như vẻ đẹp của làn da. Thời gian này được xem là thời điểm vàng của quá trình hồi phục và tái tạo các tế bào. Do đó, để có một làn da khỏe mạnh, tươi trẻ và hạn chế các dấu hiệu lão hóa thì bạn cần ngủ đủ giấc và đúng giờ. Không những thế, tư thế ngủ cũng như chất lượng giấc ngủ cũng đóng vai trò rất quan trọng với nhan sắc của bạn. Nếu bạn thường xuyên nằm sấp thì da mặt rất dễ bị xuất hiện nếp nhăn do áp lực của cơ thể. Và nếu bạn ngủ không sâu giấc thì quá trình hấp thụ các dưỡng chất từ kem dưỡng cũng không được hiệu quả. Vì vậy, hãy luôn chú trọng giấc ngủ mỗi ngày nhé, bởi thường xuyên ngủ ngon sẽ khiến bạn trẻ hơn trông thấy đấy. Sử dụng kem dưỡng da mặt. Vì các tuyến dầu có thể trở nên kém hoạt động hơn khi bạn già đi, AAD khuyên bạn nên dưỡng ẩm đúng cách để giảm thiểu nếp nhăn. Đơn giản bằng cách chuyển loại kem dưỡng da mặt thông thường của bạn sang loại kem dưỡng da khác sẽ giúp giữ nước trên da, giúp làm đầy các rãnh trên mặt. Sau đó hãy thoa đều kem xuống cả cổ để chắc chắn rằng cả phần cổ của bạn cũng đang được bảo vệ. Bắt đầu sử dụng retinoids. Theo thời gian, da có thể bắt đầu mất đi collagen, protein chịu trách nhiệm giữ cho da trông mịn màng và căng lên. Các chuyên gia đều cho rằng, việc sử dụng retinoids, phiên bản vitamin A theo đơn có thể giữ da được căng bóng và giảm thiểu lão hóa. Trên đây là những cách giúp làn da không lão hóa, mong bạn sẽ có thêm thông tin để chăm sóc làn da mình tốt hơn nhé.